mới công nhận 4 xã vùng xanh. Qua báo cáo các huyện, thị xã, thành phố, đến thời điểm hiện tại có 2 thành phố đã công nhận tổng số 4 xã vùng xanh. Trong đó, thành phố Mỹ Thanh đã công nhận 3 xã vùng xanh gồm xã Hỏa Tiến, xã Tân Tiến, xã Hỏa Lựu. Thành phố Ngã Bảy đã công nhận vùng xanh xã Tân Thành. Các xã phường thị trấn đã được đánh giá vùng xanh còn lại của 2 thành phố này sẽ đề xuất các phương án áp dụng. Đối với 6 huyện thị xã khác đang trong quá trình đánh giá để trình công nhận vùng xanh. Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục, miền Tây Hậu Giang xin phép được cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Rà soát tất cả các tài xế, các địa phương ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tài xế di chuyển nhiều địa bàn. Chiều ngày 1 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp giao ban trực tuyến với các huyện, thị, thành phố đánh giá quá trình công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều ý kiến cũng cùng những đánh giá và chỉ đạo quan trọng liên quan đến phòng chống dịch được nêu tại cuộc họp. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm công điện số 1108 của Thủ tướng Chính phủ và công văn 1629 của Ủy ban nhân tỉnh về thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. F1, F2 của F0 là tài xế xuất phát ở thành phố Vị Thanh đều âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, thành phố phát hiện một tài xế đi chuyển hàng hóa đi rất nhiều tỉnh thành đã nhiễm COVID-19. Địa phương đã chỉ đạo truy vết, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, cách ly tập trung 6 F1 là người trong gia đình, người làm chung công ty, người có tiếp xúc gần và 26 F2 cách ly tại nhà. Công tác truy vết đang được tiếp tục thực hiện. Hiện các F1, F2 qua xét nghiệm đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đến nay, thành phố Vị Thanh phát hiện 3 người nhiễm COVID-19 thì cả 3 đều là tài xế. Thành phố đã tăng cường giải pháp quản lý chặt chẽ tài xế, cho ăn ở tập trung tại trường cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, xét nghiệm thường xuyên. Các huyện thị thành phố khác cũng đánh giá nguy cơ dịch xâm nhập từ lực lượng tài xế là rất cao. Thực tế, có nhiều trường hợp dương tính trước nay, có những trường hợp lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Tài xế nào vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ nêu tên trên báo đài. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh nhấn mạnh, với những trường hợp tài xế không chấp hành đúng các quy định phòng chống dịch sẽ công bố báo trên báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tỏ ý không hài lòng, 14 ngày qua đã yêu cầu các địa phương báo cáo số tài xế đang hoạt động trên địa bàn. Nhưng đến chiều 1 tháng 9 mới chỉ có 2 địa phương báo lại số lượng. Việc yêu cầu rà soát là để quản lý và bố trí tiêm vaccine phòng COVID-19 phù hợp đối tượng. Dù xác định đây là đối tượng nguy cơ cao, nhưng tổ chức quản lý có phần lỏng lẻo. Nhất là những trường hợp đi thường xuyên, di chuyển nhiều địa bàn, tài xế luồng xanh. Lãnh đạo tỉnh đánh giá, dù các xác định tài xế xe luồng xanh có di chuyển nhiều địa bàn là đối tượng nguy cơ cao, nhưng việc tổ chức quản lý có phần lỏng lẻo. Ai ở đâu đi chợ nơi đó, trừ trường hợp mua sắm quần áo, sách vở, văn phòng phẩm cho năm học mới. Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo phải thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó, không di chuyển, không ra đường khi không thật sự cần thiết. Đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn là pháo đài, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân là chiến sĩ phòng chống dịch. Với những nơi đã nới lỏng một số quy định phòng chống dịch như thành phố Vị Thanh, vẫn giữ quy định ai ở nơi nào đi chợ nơi đó, đi chợ theo giờ, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch khác. Với nhiều ý kiến đề nghị cho đi chợ chung ở thành phố Vị Thanh, như các phường xã trên địa bàn được đi chợ Vị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Văn Thanh chia sẻ, lãnh đạo tỉnh rất hiểu nhu cầu này nhưng thời điểm này chưa thể nới lỏng việc đi chợ. Việc mua đồ dùng, quần áo, sách vở, văn phòng phẩm phục vụ cho học sinh trong dịp năm học mới thì người dân có thể đến các tiệm, cửa hàng bán các loại này khác trên địa bàn. Riêng đi chợ mua hàng hóa thiết yếu như yếu phẩm vẫn phải ở đâu đi chợ ở đó, không được di chuyển đến các chợ ngoài địa bàn. Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên từng địa phương phải đảm bảo cung ứng hàng hóa tốt cho người dân, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền rõ điều này. Kiểm soát lưu danh sách người đi chợ tại chợ phường 4 thành phố Vị Thanh. Giữ sạch địa bàn an toàn, không để F0 vào bên trong.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ tới đây sẽ rất quan trọng, không để F0 ngoài vào địa bàn, siết vòng ngoài cho thật chặt và thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch trong vùng an toàn. Nếu vòng ngoài không chặt chẽ, bỏ lọt các trường hợp F0 hoặc người nguy cơ cao vào trong vùng an toàn sẽ rất nguy hiểm. Mục tiêu trọng tâm là bảo vệ sức khỏe người dân trước hết và đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Công tác này cần có sự hài hòa trong thực hiện các quy định, đảm bảo phòng chống dịch thật tốt thì mới đảm bảo sản xuất, phục hồi kinh tế một cách an toàn, đúng đắn. Công nhận liên vùng xanh phải xin ý kiến tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nhấn mạnh, trong công nhận vùng xanh, nếu các huyện thị thành phố đánh giá nguy cơ toàn diện ở các cơ sở dịch COVID-19 sẽ báo cáo Sở Y tế, cơ quan thường trực, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Nếu đủ điều kiện sẽ công nhận vùng xanh mỗi xã riêng lẻ. Muốn xây dựng vùng xanh liên xã thì phải có văn bản trình bày cụ thể phương án bảo vệ vùng xanh liên xã. Xin ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định vùng xanh liên xã sẽ được mở rộng dần, không nóng vội. Đối với huyện Vị Thủy, chọn xã Vị Trung làm điểm công nhận vùng xanh, sau đó rà soát thêm các xã khác trên địa bàn, trên tinh thần là nới lỏng từng bước và phòng chống dịch phải được bảo đảm. Trong vùng xanh phải cung cấp đủ nhu yếu phẩm, hàng hóa, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, đảm bảo an ninh, trật tự, sức khỏe và cho nhân dân. Ông Đồng Mông Thanh cũng lưu ý, qua kiểm tra tại thành phố Vị Thanh, một bộ phận người dân vẫn chưa chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, còn lơ là chủ quan. Do đó, công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát phải nghiêm. Thông điệp 5K phải luôn được áp dụng xuyên suốt, thực hiện một cách nghiêm túc ở tất cả các địa phương trên địa bàn. Không riêng gì thành phố Vị Thanh, tất cả các trường hợp ra vào thành phố Vị Thanh đều phải có giấy theo quy định. Mới công nhận 4 xã vùng xanh. Qua báo cáo của huyện thị thành phố, đến thời điểm hiện tại có 2 thành phố đã công nhận tổng số 4 xã vùng xanh. Trong đó, thành phố Vị Thanh đã công nhận 3 xã vùng xanh gồm xã Hòa Tiến, xã Tân Tiến, xã Hòa Lụ. Thành phố Ngã Bảy đã công nhận vùng xanh xã Tân Thành. Các xã phường thị trấn đã được đánh giá vùng xanh còn lại của 2 thành phố này sẽ đề xuất các phương án áp dụng. Đối với 6 huyện thị xã khác trong quá trình đánh giá để trình công nhận vùng xanh. Doanh nghiệp hoạt động trở lại an toàn là trên hết. Đối với các khu cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn muốn mở lại hoạt động sản xuất thì các ủy ban nhân dân cấp huyện cùng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ngồi lại để nghe phương án hoạt động trở lại sau ngày 2 tháng 9. Phương án phải nêu rõ số lượng công nhân, các trường mở lại bao nhiêu đảm bảo 3 tại chỗ, bao nhiêu đưa rước ở địa bàn nào, địa điểm ra sao. Mở rộng sản xuất tới đâu phải có phương án tới đó, nguyên tắc chung là mở ra từng bước, đã sản xuất trở lại thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn ở mức tối đa. Công nhân phải cam kết từ công ty về phải ở nhà, không tụ tập với các gia đình xung quanh. Đối với các khu cách ly tập trung, hiện nhiều trường hợp đã trả lại cho ngành giáo dục và đào tạo. Ngoài những khu cách ly tập trung còn lại cần hoàn thiện thì tiếp tục rà soát thêm để ứng phó tốt khi dịch bệnh có diễn biến khác. Hơn 70% bệnh nhân tại Hậu Giang được điều trị khỏi COVID-19. Theo Sở Y tế tỉnh, từ 16 giờ ngày 30 tháng 8 đến 15 giờ ngày 1 tháng 9, tỉnh có 7 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp mắc tại tỉnh đến thời điểm hiện tại là 461 người. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi là 333 người. Tổng số bệnh nhân đang được điều trị cách ly là 125 người. Việc phân tầng điều trị đang được thực hiện tại Trung tâm Cấp cứu Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh. Tại Bệnh viện Phổi tỉnh có 12 bệnh nhân. Tại Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy là 37 bệnh nhân. Tại Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Phụng Hiệp có 76 bệnh nhân. Các địa phương đã có kế hoạch phương án bàn giao 63 cơ sở cách ly là các trường học cho ngành giáo dục và đào tạo. Khả năng toàn tỉnh chỉ còn lại 13 cơ sở cách ly tập trung tương ứng với 2.794 giường. Do vậy, cần có kế hoạch triển khai thêm một số cơ sở cách ly tập trung mới nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Hiện toàn tỉnh còn
813 người cách ly tập trung. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhắc nhở trong tiêm vaccine phòng COVID-19 phải đúng đối tượng. Hiện nay vaccine chưa thể phủ rộng vaccine đến tất cả người dân nên cần có sự ưu tiên, nhưng phải minh bạch, khách quan trong tiêm chủng. Nếu xảy ra những trường hợp tiêm không đúng đối tượng, các địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong cái video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.